Ok, chào mừng các bạn đến channel của Mega Trái Tây Hiện Tại. Thì khá là lâu rồi á, thì các bạn mới thấy lại mặt mình nha. Thì sau cái video về tập đầu tiên của series Thế Giới Công Nghệ mình đã làm hồi tuần trước, thì mình mong là các bạn sẽ đón tiếng nói một cách nồng nhiệt nhất nha. Thì mình đang trong quá trình này đang làm tập 2, mong các bạn hãy cố gắng cho mình và hãy đón tiếng mình thông bằng những cái video mới sau này của mình. Thì giờ mình sẽ tiến thẳng một vấn đề chính bây giờ luôn nha. Thì lý do mình làm video ở đây á là mình sẽ chỉ cho các bạn sử dụng cái app liên quan đến cái năm học mới sắp tới đây của chúng ta. Thì một số bạn trong đây cũng rất là háo hức muốn gặp lại bạn bè khoảng là mấy tháng xa cách, nhưng mà chắc cũng có vài bạn là chán và muốn nghỉ thêm vài bữa nữa để cũng như là đến thọ cái tính ham chơi của mình, cũng như là tránh Covid-19 năm nay. Thì cái app đó thì tên là Quanda. Đây là một cái app mà giải toán nó rất là phổ biến ở Việt Nam, cũng như một cái app giải toán mà cũng có thể là nhanh nhất ở Việt Nam mình. Cái app này thì được ở một cái số trường cũng như là vào trung tâm giáo dục phát triển và giới thiệu cho toàn bộ giới trẻ, để cho các bạn từ lớp 1 cho đến lớp 12 có thể giải và tra cứu những bài giải khác nhau, cũng như là hỏi gia sư với 10.000 người. Phải nói con số này rất là dữ, mà 10.000 người không phải là ở riêng ở cái Ninh Thuận mình đâu, ở toàn Việt Nam mình luôn, toàn Việt Nam luôn là 10.000 người gia sư. Và cái app này rất là tiện lợi. Thì ngoài ra thì cũng có thể là hỏi trực tiếp gia sư, cũng như là thành lập cái nhóm học trên cái app đó luôn. Và thêm cái tính năng nữa đó là phân bố thời gian. Thì chức năng đó đồng hồ thì giúp chúng ta phân bố thời gian làm bài. Ví dụ như chúng ta làm toán trong vòng 30 phút đi, thì các bạn sẽ đặt thời gian là khoảng 30 phút, để khi nào mà các bạn hoàn thành xong nó sẽ báo lên, thì giúp chúng ta có thể phân bố thời gian làm bài tập ở những môn khác một cách hợp lý hơn. Phân bố thời gian thì bây giờ mình sẽ tiến hành chỉ cho các bạn cách để sử dụng cái app này nha. Thì ok, vẫn như thường ngày thôi. Thì nếu bạn nào thấy video này hay thì để lại comment, like, share, subscribe, kêu bấm nút chuông để tiếp thêm động lực mình cho mình làm thêm những video mới nhất của mình nha. Thì cũng như là hai cái kênh kia luôn. Thì sắp tới là có lẽ nó bắt đầu tuần sau thì mình sẽ quay trở lại về cái chủ đề series Jurassic World The Game của mình trên kênh Gamer Thực Lịch Sử. Thì cũng rất là lâu rồi mình chưa quay video trên kênh đó. Thì mong các bạn đừng lo lắng. Thì tuần sau thì mình sẽ bắt đầu quay về cái series đó. Thì mong các bạn hãy ủng hộ và đăng ký kênh đó giúp cho mình. Và cả kênh thứ ba cũng vậy. Ok, mình không nói nhiều, mình không nói dài dòng nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trong cái app đó và chỉ các bạn sử dụng vài tính năng cũng như là cách vài cách mới trong đó luôn nha. A few moments later. Ok, thì bây giờ mình đã bắt đầu vào trong cái app Quanda rồi. Thì mình sẽ hướng chỉ cho các bạn xương và cái chức năng trong đây nha. Chức năng đầu tiên là tìm kiếm, tức là các bạn sẽ chụp một bức ảnh về một cái bài toán, sau đó là các bạn biết em. Bây giờ mình sẽ làm thử một mẫu cho các bạn xem nha. Ví dụ như có một bài toán ở đây, mình sẽ chụp ở đây, thì mình sẽ chụp lớn hơn chút. Ok, thì sau khi mình đã chụp thì các bạn hãy cắt cái bài đó ra để tránh bị nhầm với lại cái bài khác. Rồi ok, thì mình sẽ thì giờ các bạn sẽ bấm dấu tích ở đây thì nó sẽ bắt đầu tìm kiếm những bài giải hợp lý nhất. 2000 years later. Ok, sau khi
sau vài giây thì nó sẽ đã ra được ra được câu trả lời rồi nè. Thì ở trên đây rằng người ta sẽ là nó sẽ cho cái bức ảnh rõ ràng hơn về cái bài toán mình đã chụp, và dưới đây là đáp án. Thì cái ở đây thì nó sẽ cho ra đáp án ra sẵn cho các bạn xem luôn. Đây nó chứng minh đầy đủ luôn nè. Còn nếu bạn nào mà không chắc á thì các bạn có thể xem những cái tiếp theo. Thì ở đây là có 6 cái bài giải lận, nên bạn đừng lo. Ở đây đấy, cái này là nó sàng lọc những cái bài giải rồi sau đó đưa lên đây. Thì ở đây là có rất nhiều bài giải lận, mong các bạn yên tâm được. Đấy, rất là nhiều bài giải luôn. Và các bạn có thể trò chuyện trực tiếp qua cái chỗ này luôn. Đó là cái tính năng đầu tiên. Cái tiếp theo á là nó cho một cái công thức. Ví dụ như mình chụp cái chỗ này. Ok, mình sẽ chụp chỗ này. Mình chụp không rõ ràng lắm, nhưng mà chắc vậy nó cũng ra luôn rồi. Thôi mình chụp lại vậy. Thì cái này là các bạn có thấy là có 4 cái góc màu cam đây, thì các bạn ấn vào đây và kéo dài nó ra để chụp toàn diện luôn cả bài. Thì ok, mình sẽ chụp cái bài thôi. Sẽ di chuyển. Rồi ok, chụp. Nó đang tìm kiếm những cái bài giải hợp lý nhất. Đây. Thì đây là có các công thức ở trong đây, các bạn có thể áp dụng vào đây. Nhưng mà mình vẫn không hiểu nó nói sao luôn á. Sao mày ngu thế hả? Thế mình sẽ ấn cái nút cách giải. Nó vẫn như thường. Hồi lừa đảo. Ok, thì đây là cái chức năng thứ hai. Và cái tiếp theo là trò chuyện. Bây giờ các bạn hãy chụp một cái bài bất kỳ. Ví dụ như cái bài lúc nãy đây. Chụp. Sẽ cắt cái chỗ này ra. Ok. Thì cái này là để nó kêu là đặt câu hỏi bằng sâu. Tức là nếu mà các bạn có thể đọc câu hỏi nhưng mà phải lấy sâu để đặt. Ok, bây giờ mình sẽ ở đây được có quá nhiều chức năng quá. Trung học phổ thông nè, trung học này là môn toán, phố mà xem trái hay phải để chọn phương thức ghép. Thường có giáo sư đặt câu hỏi cho giáo sư, chụp nhanh ghép ưu thích. Đây là các gia sư mà các bạn có thể hỏi nè. Thì đây thì ví dụ như là mình sẽ chọn Hải Nghĩa đi. Mình sẽ chọn ở đây. Thì chọn gia sư. Sẽ đặt
sử dụng xu 1500 để đặt. Nếu mình chọn năm học vào một hộp sai thì câu hỏi của bạn sẽ có thể bị gia sư từ chối. Ok luôn, mình sẽ hỏi một câu hỏi thử cho các bạn xem luôn. Đây thì bây giờ mình đang gửi cái câu hỏi, cái bài toán này cho gia sư mà hồi nãy mình cho các bạn xem là hai nghĩa. Thì đang chờ. Ok, cho chờ hơi lâu nên mình sẽ out ra luôn. Ok, thì đó là cái cách mà các bạn hỏi gia sư. Còn đây là dịch từ Anh sang Việt. Thì không chỉ cái này không chỉ là để giải toán cho các bạn mà nó dùng để dịch môn Anh cho các bạn luôn. Thì ví dụ như mình sẽ dịch một câu đơn giản cho các bạn xem. Thì có chính dòng chữ Do you visit your grandparents every weekend? Thông minh lắm. Cũng là con trai của ta. Mình sẽ chụp ở đây. Mình sẽ cắt và đi thường vậy. Ok. Đây. Thì nó sẽ cho cái phần dịch là bạn có về thăm ông bà của bạn vào mỗi cuối tuần không? Thì ok, mình không thăm được. Thì tại do mình bận học nhiều quá thôi. Nhiều tiền. Ok, thì đó là một cái tính năng khác của cái app này. Tiếp theo dưới đây nữa là máy tính. Còn có bốn cái chức năng khác nữa. Thì đây là máy tính thì cũng giống như là cái máy tính mà các bạn hay dùng để học vậy. Thì cũng giống, thì chức năng nó cũng giống như cái máy tính thường thôi nên mình bỏ qua luôn. Tiếp theo là đồng hồ. Thì như hồi nãy là trước đó mình đã giới thiệu cái app này rồi, nhằm cái chức năng này rồi. Thì nó sẽ giúp các bạn có thể sắp xếp thời gian. Ví dụ như cái này học nhóm nè, này học nhóm rủ bạn nè. Cái này là để rủ bạn á, thì các bạn phải chia sẻ cái app này. Thì đó 11. Thì cái giống mũi tên này nè là vô học nhóm luôn. Mình sẽ ấn thử đó. Thử chọc và gọi các bạn khác cùng học nhé. Nhưng mà chọc, nhấn chọc thì bạn của bạn sẽ nhận được. Được, ok luôn. Đấy. Bạn và tất cả xem thử nè. Kỷ lục mình chẳng có kỷ lục gì hết các bạn ạ. Chỗ này là các bạn có thể sắp xếp lịch nè, cái này lịch. Ok, tiếp theo là thành viên. Thành viên thì mình chưa cái này là phải mua bằng tiền điện thoại nè. Cái này là rất là khó nha. Thì đây là một số tính năng á. Thế này, cái này là mua là cái là nếu mà các bạn muốn trở thành thành viên á thì các bạn hãy phải mua cái tiền điện thoại nè. Thì để khỏi tốn điện thoại nên mình không mua. Sau này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu buổi nhá, ăn cứt. Thế rồi nó dễ. Và tiếp theo á, các bạn có thể tìm kiếm bài và ngữ ở đây. Ở toàn bộ luôn, toàn bộ Việt Nam mình luôn. Thì ví dụ như chọn bạn Hồ Hà đây. Cô Te đánh giá xếp hạng S. Thì cái này là xếp hạng cái mức độ học đó nha.
và khó là 2.000 mấy câu trả lời. Còn điểm đánh giá là 4.8. Chị nhà toán rất tốt. Thì là những bình luận nhận xét từ bạn bè. Đấy, nói chung là cái app này là mình vẫn chưa tìm hiểu sâu cho lắm, nhưng mà mình vẫn chưa biết. Ok, thì đó là những tính năng mình đã chỉ cho các bạn. Ok, thì cái video này mình cũng đã xong rồi. Nếu bạn nào thấy hay á thì hãy để lại comment, like, share, subscribe, cho bấm nút chuông để tiếp thêm động lực cho mình làm ra những video mới nhất nha. Thì sau khi mình xài cái app này á, là cái nhận xét của mình á, thì cái app này nó rất là hữu ích cho các bạn. Và không chỉ là những bạn nào mà giỏi toán đó, không chỉ là những bạn giỏi toán mà những bạn có cái kiến thức toán mà thấp như mình vậy. Thì nói cái điều này là có hơi nhục. What the hell? Cái này là rất là khó cho các bạn. Thì các bạn có thể tải nha. Tin con mẹ mà! Tải về đây và học, cũng như là để tìm những cái cách giải mà đúng và hợp lý nhất để cho các bạn có thể tham khảo. Nhưng mà cái app này để tham khảo thôi nha. Thì các bạn đừng có chép nha, đừng có chép đáp án. Vì nó không tùy thuộc vào cái giáo viên mà dạy toán ở trường các bạn. Thì ok, mình không nói nhiều nữa, giờ mình sẽ tắt máy quay đây. Thì mình mong là sau cái video này thì các bạn có một cái năm học vui vẻ ha. Rồi ok, tạm biệt các bạn.